có gì mà ngại chứ. Bây giờ em đã là bạn gái anh rồi, còn gì mà phải ngại nữa. Nhưng mà em cũng chỉ mới nhận lời làm bạn gái anh thôi mà. Anh này thiệt tình. Vậy thì mai mốt em cho phép thì anh mới dám hung nha. Thôi em vô nhà nha. Em vô nhà đi. Bye anh. Mấy giờ mình đi vậy? Tôi nôn quá à. Mai á, hai đứa mình đi taxi ra bến xe nha. Đi xe buýt đó chậm lắm. Cũng gần mà. Tôi xin lỗi bà nha. Hay là dịp khác tôi dẫn bà về bù ha. Cái gì vậy? Mai không về hả? Có về, nhưng mà tôi đi với anh Khánh. Chê tôi kỳ đà. Nên bây giờ á, để tôi ở nhà chứ gì. Không phải đâu. Tại vì hồi nãy á, tôi mới nhận lời làm bạn gái của ảnh rồi. Tôi muốn ảnh thấy á, tôi nghiêm túc trong chuyện tình cảm này. Cho nên tôi dẫn về ra mắt ba tôi luôn. Thôi đừng giận mà. Để lần sau á, tôi dẫn bà đi bù nha. Sao? Nếu vậy thì bà phải đền bù bằng mấy cái bữa năm rồi đi. Có thêm gì nữa thì càng tốt. Nè, mai mốt á, bà cưới được ông Khánh thì phải trả công cho tôi hậu hỷ đó nha. Biết rồi, bà khỏi phải lo. Nè, bộ bà tính cưới ông Khánh thiệt á hả? Tất nhiên, công ty nhà ảnh rất là lớn. Tôi nghe nói là cậu của ảnh không có con cái gì hết, chỉ có mình ảnh thôi à. Nhưng mà người như anh Khánh á, cặp bồ thì dễ, nhưng mà cưới thì khó lắm á. Chưa chắc ổng chịu cưới bà đâu. Tôi thừa biết á, ảnh quen tôi chỉ để chơi bời thôi. Có thể ảnh còn đang quen vài con nữa song song với tôi. Tôi biết hết, nhưng mà làm vợ á thì phải coi ai cao tay hơn. Không ngờ bà nhiều chiêu quá ha.